Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube BCT Việt Nam. Và như đã hứa từ tập trước, hôm nay em Vân Anh đang đứng tại Yoga Kim Dung, địa chỉ tại tầng 3 tòa BCT Hồ Tùng Mậu. Thưa các anh chị, Yoga Kim Dung trong khỏe ngoài trẻ, đây chính là diện mạo mới của Yoga Kim Dung. Các anh chị có thể nhìn thấy là chúng ta đã được trang bị đầy đủ các dụng cụ cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng. Khi mà chúng ta tập yoga thì hệ thống đèn mang màu trung tính sẽ giúp chúng ta relax hơn, cơ thể được thoải mái hơn. Và một góc mà em và anh đã bật mí từ trước đó là phòng xông hơi của chúng ta. Anh chị, đây là kệ để đồ của các học viên. Chúng ta sẽ có mỗi một ô sẽ có một cái khóa riêng dành cho mỗi người. Chúng ta có khung phòng để thay đồ và có cả toilet để cho các anh chị có thể thay đồ cả ở trong đây nữa. Và đây ạ, chính là kệ để cho các anh chị có thể gửi lại thảm tập. Hai phòng, một phòng xông hơi nóng và một phòng xông hơi lạnh. Hãy xem phòng xông hơi nóng ạ. Và phòng xông hơi lạnh thì có gì? Wow! Đây chính là băng ghế chờ ở ngay bên ngoài sảnh của Yoga Kim Dung. Và tiến tới thì các anh chị có thể thấy được quầy lễ tân ở ngay đây ạ. Sau khi làm việc nhận thẻ cũng như là làm các công tác với lễ tân thì các anh chị có thể nhìn thấy là kệ để giày đây rất là rộng rãi đúng không? Vậy các anh chị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay đến fanpage của BCT để có thể đặt chỗ cho mình một căn hộ tại BCT Hồ Tùng Mậu và nhận ưu đãi vô cùng hấp dẫn đến từ Yoga Kim Dung nha các anh chị. Tiện ích dành riêng cho các cư dân ở BCT Hồ Tùng Mậu cũng như các cư dân ở trong hệ thống của chuỗi căn hộ BCT ạ. Hãy đến BCT, sống là trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên subscribe kênh YouTube của BCT Việt Nam nhé.